chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 5 nước hoa vùng kín tốt nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là nước hoa vùng kín Dionel Secret. Nước hoa vùng kín Dionel Secret là một dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc và đã được Bộ Y tế kiểm duyệt một cách khắt khe nên hoàn toàn có thể yên tâm. Thiết kế khá đơn giản, không quá bắt mắt, khá giống với bao bì của một lọ tinh dầu. Sản phẩm có dạng lọ nhỏ giọt nên có thể dễ dàng lấy và căn chỉnh lượng sản phẩm sử dụng. Thành phần: sản phẩm gồm những nguyên liệu tự nhiên để tạo nên mùi thơm đặc trưng như chiết xuất dầu anh thảo, dầu jojoba, hạt hướng dương và anisanje, hai thành phần của cây hoắc hương, đều đến từ thiên nhiên nên rất an toàn với người sử dụng. Dionel Secret Love có 4 mùi hương rất đa dạng để chị em có thể lựa chọn gồm: Dionel Secret Love Black Edition màu đen, đây là mùi hương được tạo ra bởi hương hoắc hương, hoa hồng, hoa hướng dương, đem đến sự quyến rũ nhưng không kém phần ngọt ngào. Dionel Secret Love White Edition, màu trắng, thích hợp với những cô nàng yêu thích sự tinh khiết, dịu dàng bởi mùi hương này đến từ hương thơm của những bông hoa lan. Dionel Secret Love Romantic Rose màu hồng, phiên bản này mang đặc trưng của hương hoa hồng đem đến không khí cực kỳ lãng mạn, thơm mát nhẹ nhàng. Dionel Secret Love Clean Cotton màu xanh, cuối cùng là bản màu xanh với hương bạc hà cực kỳ thơm mát, thích hợp cho những ngày hè oi bức, nóng lực. Sản phẩm có dung tích khá khiêm tốn 5ml nhưng mỗi lần sử dụng chỉ dùng đến 1 đến 2 giọt nên cực kỳ tiết kiệm, có thể sử dụng lên đến 9 tháng. Dòng nước hoa này có thể lưu hương khá lâu, tối thiểu là 10 tiếng. Giá tham khảo 200.000 đồng đến 250.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là nước hoa vùng kín For Anly. Tiếp tục là một sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Nước hoa vùng kín For Anly được chị em ở khắp châu Á cực kỳ yêu thích và ưa chuộng bởi độ đa dạng về mùi hương cũng như khả năng cân bằng độ pH cho vùng kín. Thiết kế khá tinh tế, độc đáo với dạng lọ vuông, tùy vào mùi hương sẽ có những màu sắc bao bì khác nhau mang những nét đặc trưng riêng. Thành phần: gồm có dầu argan, dầu anh thảo, dầu hạt hướng dương, dầu jojoba, dầu hạt macadamia, dầu lá camellia error. Những nguyên liệu này đều đến từ thiên nhiên với những công dụng chính như ngăn ngừa viêm nhiễm, khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, dưỡng ẩm cho da. For Anly hiện nay có 12 mùi hương tương ứng với nhiều cá tính, mục đích sử dụng khác nhau để chị em có thể dễ dàng lựa chọn. Biro, chai màu đen, ngọt ngào và mãnh liệt nhưng vẫn mang cảm giác thanh lịch và sâu sắc. Bonbon chai màu trắng, tinh tế, ngọt ngào và vô cùng thuần khiết của hoa đào. Fleur chai màu hồng, tươi mát, dịu ngọt, dễ thương với hương trái cây. Bé bé chai màu đỏ, tươi mát mà cực kỳ quyến rũ của gỗ. Vogue, chai màu xanh, thơm mát, dịu nhẹ, dễ chịu của biển. Fort chai màu nâu, thanh lịch, trưởng thành cùng hương gỗ. Cherry Blossom chai màu tím, dịu dàng, quyến rũ và cực kỳ sang trọng với hương hoa anh đào. Soremiel phiên bản giới hạn, ngọt ngào, dễ chịu và tươi mát như đang hòa cùng thiên nhiên. Sin, chai màu bạc, trẻ trung, ngọt ngào, thuần khiết nhưng cực kỳ lãng mạn, gợi cảm với sự kết hợp của hương hoa mẫu đơn và hương hoa hồng trắng. Chocolate, chai màu vàng, đây là phiên bản hương cực kỳ đặc biệt với 3 tầng hương khác nhau, hương đầu là hương sô-cô-la ngọt ngào, hương giữa tươi mát của hoa mộc lan, hương cuối là hương van y kèm xạ hương. Venus hộp trắng, mang đến cảm giác sang trọng, quyến rũ với sự kết hợp độc đáo của Angelicnot, trùm ngây, hoa lily, hoa mộc lan, hoa chi vòi voi, hoa vanilla. Tuyo Iris hộp hồng, cực nữ tính, ngây thơ, dễ thương của Angelicnot, đào, hoa hồng, tử đinh hương, vanilla. Noir, sở hữu hương thơm cực sexy, quyến rũ và sang chảnh. Sản phẩm an toàn, không gây kích ứng với mọi cơ địa kể cả nhạy cảm nhất. Thời gian lưu hương lâu xuyên suốt cả ngày dài. Giá tham khảo 190.000. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là nước hoa vùng kín Melodor. Tiếp theo đây cũng là một dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc, Melodor. Dòng sản phẩm này hoàn toàn an toàn với người tiêu dùng và đã được kiểm định nghiêm ngặt từ KFDA, Cục An toàn về Dược và Thực phẩm Hàn Quốc. Thiết kế sản phẩm có thiết kế khá bắt mắt với dạng lọ trong suốt cực kỳ sang chảnh, tinh tế, nhỏ gọn với 7ml. Mỗi mùi hương sẽ có màu sắc khác nhau và mang những nét đặc trưng riêng phù hợp với từng cá tính của mỗi người. Thành phần: khá đa dạng và đều đến từ thiên nhiên như rễ cây cam thảo, dầu argan, hoa oải hương, dầu lá thông với những công dụng chính như kháng viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa, giảm khả năng kích ứng và tổn thương cho da. Hiện tại, Melodor có tổng cộng 6 mùi hương. Pho in màu đỏ, gợi cảm, lãng mạn theo hơi hướng huyền bí, quyến rũ, thích hợp cho những cuộc yêu cháy bỏng. Flow in màu nâu, dịu nhẹ, tươi mát, thư giãn thích hợp cho những ngày thường khi phải hoạt động nhiều. Mel in màu cam, ngọt ngào, nồng nàn, quyến rũ đem lại tự tin cho chị em trong những ngày đèn đỏ. Hai nai màu hồng, mùi ngọt nhẹ nhưng lại cuốn hút, tạo cảm giác lãng mạn cho những cặp đôi. Hai dây màu xanh lam, ngọt mát, tinh khiết, đem lại cảm giác mát mẻ, tươi mới, trẻ trung. Hai moro màu xanh dương, hương thơm thanh mát, thuần khiết mang tới cảm giác dễ chịu, thư giãn. Chứa 100% thành phần từ thiên nhiên nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của em nó. Ngoài ra, đặc biệt ở sản phẩm này còn được chia ra các dòng với những mục đích khác nhau dành cho từng thời điểm sử dụng khác nhau nên chị em có thể dễ dàng lựa chọn cho phù hợp, tăng sự tự tin, hứng khởi cho cả ngày dài. Giá tham khảo 250.000 đồng.
Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là xịt thơm vùng kín Summership. Summership là một thương hiệu đến từ Mỹ và được coi như thương hiệu số 1 về sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Ngoài ra, các sản phẩm của hãng còn được Bộ Y tế nước này cấp phép và kiểm định khắt khe nên hoàn toàn có thể yên tâm về sự an toàn của sản phẩm đối với người dùng. Cùng với sự an toàn tuyệt đối, Summership còn giải quyết được những trăn trở thầm kín của chị em về mùi vùng kín. Thiết kế khác với loại sản phẩm tạo mùi khác, Summership thuộc dạng chai xịt với dung tích 56.7g cực nhỏ gọn với tia xịt khá mịn, không làm tổn thương đến vùng da nhạy cảm. Ngoài ra có thể tận dụng chai xịt với những mục đích khác như xịt thơm khử mùi bàn chân, xịt thơm giày để chống hôi, ẩm mốc, khử mùi vùng da dưới cánh tay. Thành phần: hiện tại Summership có 7 mùi hương. Iceland Splash màu hồng đậm, ngọt ngào, dịu nhẹ với hương thơm đến từ các loại hoa. Ultra màu tím, nồng nàn, quyến rũ thích hợp cho những ngày yêu mặn nồng. Baby Powder màu xanh dương, giống mùi của bột phấn rôm dành cho em bé. Chappy Cream màu xanh lá, dịu ngọt, mát lành, đem đến cảm giác thoải mái, tươi mới. Sea Floral màu hồng nhạt, ngọt ngào, tinh tế như đang lạc vào rừng hoa thơm ngát. Tahitian Sunset màu cam, nhẹ nhàng, tinh khiết của hương hoa kết hợp với vanilla. Blissful Escape màu đỏ, tươi mát, dịu nhẹ, trẻ trung đến từ hương của quả nam việt quất và dứa, thoang thoảng hương dừa và đào. Cách sử dụng: làm sạch vùng kín sau đó lắc đều sản phẩm trước khi dùng. Để chai xịt cách vùng kín tầm 20cm và xịt một lượng vừa phải, có thể xịt trực tiếp lên quần lót hoặc băng vệ sinh. Sử dụng hàng ngày sau khi tắm hoặc vệ sinh, không xịt lên vùng da có vết thương hở. Giá tham khảo 120.000 đồng và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là nước hoa vùng kín Amelie. Nước hoa vùng kín Amelie là dòng sản phẩm cao cấp đến từ Pháp với công thức được nghiên cứu cẩn thận và tỉ mỉ cùng chiết xuất từ tinh dầu tự nhiên, an toàn, không gây kích ứng giúp loại bỏ ngay nỗi lo mùi vùng kín. Sản phẩm không chỉ giúp vùng kín sạch khô thoáng, dễ chịu mà còn giúp cân bằng độ pH vùng kín. Thiết kế khá đơn giản, không quá bắt mắt với dạng lọ thủy tinh, màu nâu giúp tránh ánh sáng bên ngoài, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thành phần: mỗi loại nước hoa sẽ mang một mùi hương đặc trưng được tạo nên bởi các loại tinh dầu khác nhau. Đặc biệt, trong nước hoa vùng kín Amelie còn chứa phenoxyethanol, thành phần giúp thư giãn, giảm căng thẳng. Hiện nay, tại Việt Nam thịnh hành nhất với 7 mùi hương dành cho 7 cá tính khác nhau để các nàng tha hồ lựa chọn nha. Số 1: Queen, sự kết hợp của gỗ đàn hương, hoa móng rồng, xạ hương, hoa tím, hoa nhài, tinh chất bưởi, hoa sen, trà đem đến hình bóng của một thiếu nữ ngọt ngào, thanh lịch, thướt tha. Số 2: Rose, hoa hồng, hoa tím, quả mâm xôi đen, hoa nhài, xạ hương, gỗ đàn hương, cây hoắc hương, gỗ GIAC gợi lên hình ảnh của một cô gái đúng chuẩn Paris thơ mộng, mơ màng, say đắm. Số 3: Sweet, hương hoa cau tuyết tùng, thảo mộc, chanh, hoa oải hương như mở ra một khu vườn cực mộng mơ, hoài niệm. Số 4: Love Bloom, hương trái cây, hoa nhài, hổ phách khá cổ điển, trưởng thành. No, 5: Fresh Blue, thanh mát, lôi cuốn và tràn đầy sức sống với sự kết hợp của bạc hà, lavender, hoa cỏ, hổ phách. No, 6: Black Secret, hương trái cây, hoa nhài, hổ phách, thảo mộc, cam quýt, táo đỏ, hương hoa quả, hổ phách, xạ hương cực nhẹ nhàng, trẻ trung và tươi mát thích hợp với những cô nàng năng động. No, 7: Black Secret 2, thảo mộc, cam quýt, táo đỏ, hương hoa quả, hổ phách, xạ hương mang hơi hướng cổ điển, quyến rũ nhưng vẫn pha chút hiện đại. Giá tham khảo 170.000 đồng trên 5ml. Và vừa rồi là 5 nước hoa vùng kín loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một lọ nước hoa vùng kín phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.